Những vấn đề thời sự luôn được cập nhật kịp thời. Những tấm gương bình dị giữa đời thường. Những nét văn hóa truyền thống cần được giữ gìn. Những câu chuyện cảnh giác chưa bao giờ cũ. Tất cả sẽ có trong camera cận cảnh. Đây là những hình ảnh tại khu vực ngã tư An Sương của trước đây, nơi được cảnh báo là ngã tư tử thần bởi mật độ lưu thông thường xuyên dày đặc. Tại khu vực ngã tư đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc gây bất an cho người tham gia giao thông khi qua đoạn đường này. Để giải quyết những vấn đề đó, công trình hầm chui tại nút giao thông An Sương đã được xây dựng. Và đến ngày 14 tháng 3 năm 2018 vừa qua, Cục Quản lý Giao thông Đô thị số 3 Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thông xe nhánh hầm chui N1 nút giao An Sương, giúp giảm tải một phần áp lực giao thông tại khu vực này. Nhánh N1 của hầm chui nút giao thông vòng xoay An Sương, quận 12 và huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức được thông xe với một làn ô tô và một làn xe hỗn hợp lưu thông một chiều trừ các loại xe quá khổ. Theo đó, các phương tiện lưu thông từ đường Trường Chinh, quận 12 có thể chui qua hầm và hướng về quốc lộ 22 để đi Hóc Môn, Tây Ninh và Campuchia. Đây là nút giao thông 3 tầng đầu tiên tại cửa ngõ Tây Bắc, thành phố Hồ Chí Minh. Hầm chui được lắp đặt đầy đủ các loại hình biển báo cho các phương tiện, đặc biệt biển báo cấm các phương tiện xe mô tô 2 bánh đi vào khu vực hầm. Bên trong hầm chui được thiết kế đầy đủ hệ thống chống ngập, thiết bị phòng cháy chữa cháy và đèn chiếu sáng. Thấy có thay đổi nhiều, bởi vì khi có cái hầm chui thì nó thông thoáng nhiều, còn cái mé bên kia chưa có hầm thì thông thường lúc nào nó cũng kẹt. Nó giảm được 70-80% từ giờ cao điểm luôn, bây giờ nó chỉ còn 20% là do cái xe buýt nó bị quẹo đèn xanh đèn đỏ qua bến xe, cho nên là nó hơi bị kẹt cái chỗ đó thôi, chứ còn đường rất là thông thoáng. Dưới đường hầm thì trang bị rất là đầy đủ, nhưng mà mình cũng không có quan sát hết được hết, vì mình những cái điểm bảng báo hay là những cái đèn những cái gì thì cũng có. Chú thì chú cũng chưa được xuống dưới hầm chui luôn, nhưng mà khả năng nó hẹp như thế để xuống hầm chui xe máy xuống hầm chui thì có thể là sẽ nguy hiểm. Chẳng qua là người dân người ta không biết thôi, chứ gần đầu bên kia người ta vẫn có cái để cấm xe máy. Đấy, có thể là do người dân người ta là muốn xem cái hầm chui làm sao rồi người ta xuống, chứ còn thì mấy ngày nay hết rồi, công an người ta không cho đi nữa, thì nói chung là cái trật tự của giao thông tốt lắm. Hơn 2 tuần kể từ ngày hầm chui An Sương đưa vào hoạt động, đoạn đường này đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, không còn tình trạng ùn tắc giao thông như trước đây. Trước đây chưa thông cái hầm này thì lượng xe rất là kẹt, mà nó kẹt mấy container đi rất là nhiều từ quốc lộ 1A quẹo qua nên nó hơi bị kẹt, mà tai nạn giao thông đã có xảy ra rồi. Nhưng chú đã từng đi xe qua rồi, cho nên là biết là đường rất là thông thoáng. Nhưng một bộ phận người dân tham gia giao thông còn chủ quan trong việc lưu thông của mình. Người đi bộ cắt mặt ô tô xe tải đang di chuyển từ dưới hầm lên. Người điều khiển ô tô dưới hầm lên thì ngang nhiên rẽ phải, mặc kệ phía sau có nhiều phương tiện đang đi thẳng tới. Những kiểu lái xe xem nhẹ tính mạng của con người. Nhằm tránh ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh đi về hướng Tây Bắc và chiều ngược lại, nhánh N2 cũng sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới. Hy vọng hầm chui An Sương sẽ mang lại hiệu quả lâu dài, giảm số vụ tai nạn giao thông, nơi đây sẽ không còn cảnh ùn tắc kéo dài. Cái hầm chui á, cái đường lên nó ngang với bến xe An Sương, thì người dân đi bộ đi ngang thì rất nguy hiểm, tại vì là xe chạy lên là chạy tốc độ cao thì dễ gây tai nạn. Mong muốn là cái hầm chui này là để cho nó thông xe, cho người dân là có ý thức chạy đúng làn của giao thông quy định. Thì bây giờ cái đường hầm nhánh 1 thì nó đã hoàn thành, thấy thoáng cái đông xe, nó không còn đông xe nữa. Thì dân đi trên đường này muốn là mình sẽ
khởi công cái nhánh 2 nó lẹ làng hơn thì dân người ta sẽ thoải mái hơn. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2018 đến ngày 10 tháng 7 năm 2018, giao lộ đường Võ Văn Ngân, đường Lê Văn Chí và xa lộ Hà Nội, quận Thủ Đức tạm thời được trưng dụng toàn bộ mặt đường để thi công dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Do đó, hướng đi tại giao lộ này tạm thời phải thay đổi hướng lưu thông để tránh công trường thi công. Cụ thể, các lộ trình được thay thế như sau. Từ đường Võ Văn Ngân, người dân muốn đi đến đường Lê Văn Việt phải rẽ trái vào đường Lê Văn Chí khoảng 50m và rẽ phải vào đường tạm kết nối để đến xa lộ Hà Nội và rẽ trái về Lê Văn Việt. Và ngược lại, từ đường Lê Văn Việt, người dân muốn đi đến đường Võ Văn Ngân sẽ di chuyển bình thường qua xa lộ Hà Nội và rẽ phải về đường tạm kết nối để rẽ trái về Võ Văn Ngân. Và sau hơn một tháng lưu thông theo lộ trình mới, thì người dân ở đây đã có những ý kiến khác nhau. Tình trạng kẹt xe ở đây là thường xuyên quanh năm suốt tháng, năm nào cũng như năm nào, không phải đến bây giờ mới xảy ra. 9 giờ mình đi học là vẫn còn cảm thấy ùn tắc giao thông. Mấy đường mà hồi trước người ta cấm chỉ dành cho đường đi bộ thì giờ xe máy người ta vượt luôn. Nói chung là nó cũng ít kẹt, nhiều khi vào cái khúc đầu tuần á, thì còn giữa tuần thì nó chỉ là bình thường. Bởi vì nó mới phân luồng. Thì giao thông ở khu vực này mới đầu mà phân luồng ấy, thì người dân người ta chưa để ý đến cái phân luồng giao thông, người ta vẫn còn đi sai. Nhưng mà sau một tuần này coi như người dân người ta để ý có cái biển là người ta đi theo đúng luồng. Phóng viên của camera cận cảnh đã ghi nhận được tình hình lưu thông ở giao lộ này theo lộ trình mới rất lộn xộn. Cụ thể là nhiều người từ đường Lê Văn Chí đã bất chấp nguy hiểm lao vào dòng xe đông đúc, lách hết xe này đến xe khác để đi ngược chiều ra xa lộ Hà Nội. Mặc dù đã có biển báo nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên vi phạm. Một số người dân khi đến khu vực đường Lê Văn Chí và Võ Văn Ngân đã đứng ngơ ngác không biết di chuyển hướng nào, mặc cho dòng xe đông đúc di chuyển qua lại. Cách đó không xa là giao lộ đường Lê Văn Chí, đường tạm kết nối cũng hỗn loạn không kém. Bởi từ hướng Võ Văn Ngân đổ về đường tạm kết nối, hướng Lê Văn Việt về Lê Văn Chí và từ Lê Văn Chí di chuyển vào đường tạm, các xe liên tục chặn đầu nhau gây nên cảnh tượng lộn xộn và nguy hiểm ở đoạn giao lộ này. Đường Lê Văn Chí nếu như người ta nhìn về biển báo thì người ta cua theo áp theo các trường đại học, người ta đi lên đường Võ Văn Ngân thì không bị kẹt. Nhưng người ta không để ý, người ta lao thẳng sang đây thì là sẽ bị kẹt. Còn người ta Lê Văn Chí người đi sang bên Lê Văn Việt thì người ta cua luôn cái chỗ ấy. Nó cũng là thuận vì nó đấy nó cũng có cái biển báo rồi. Chỉ có một số người ta không để ý thì người ta mới lao tới nó bị kẹt thôi. Với lại hai nữa là cái chấp hành cái luật lệ giao thông người ta kẹt, người ta cố tình người ta đi ngược chiều. Hầu như ngày nào cũng có ba cái trạm. Đục xe lớn xe nhỏ. Xe nhỏ đục xe lớn, xe nhỏ đục xe nhỏ, xe lớn đục xe lớn, rất bình thường, hầu như ngày nào cũng có. Chỉ có những người mà ở xa tới ấy, thì người ta phải đi lạc đường. Còn những người xung quanh đây hoặc Thủ Đức hay bên quận 9 thì người ta dành đường. Tại vì đó ý thức của người ta không cao nên người ta đi vậy thì nó sẽ bị đụng xe kia, nếu chạy nhanh quá thì đó là ý thức của từng con người thôi. Bên cạnh đó, từ đường tạm kết nối ra xa lộ Hà Nội để về Lê Văn Việt cũng gây ra lộn xộn trên xa lộ Hà Nội và còn chạy hẳn vào làn quay đầu xe trên xa lộ Hà Nội để chạy tắt về đường Lê Văn Việt. Bây giờ có hai việc, đó là ở phía quản lý thì mọi người nên nghiên cứu về cái cách phân luồng cho nó hợp lý hơn. Còn về phía người dân thì mọi người nên ý thức và chấp hành đúng cái sự phân luồng. Thì là phải có lực lượng chức năng 24/24 để hướng dẫn và điều tiết giao thông. Tại vì thói quen của người dân là cứ mạnh ai nấy chạy, không quan sát đèn, không quan sát bản chỉ dẫn. Tất cả đều mong muốn hết. Dân đây hoặc là ở xung quanh mọi nơi tới đều cho nó thông thoáng đường, cho nó kịp tiến độ để mà đường đi thông thoáng các thứ, nó đỡ kẹt ảnh hưởng giao thông với lại tránh cái tai nạn xảy ra. Nối nhịp cầu này này nó càng nhanh càng tốt thì cái mật độ giao thông nó không bị kẹt đi. Nếu mà cái nối cái nhịp cầu này mà chậm thì là cái tốc độ giao thông của nó, người nó đông, nhất là đến gần cái ngày lễ 30/4 này thì là lượng người ở cái đường Võ Văn Ngân rất là đông.
Mong rằng trong thời gian tới, tình hình giao thông ở khu vực này sẽ được quy củ và trật tự hơn, có thêm nhiều biển báo chỉ dẫn, cũng như sự điều phối thường xuyên của các cơ quan chức năng, giúp người dân đi đúng luật và ổn định tình hình giao thông tại những khu vực này. Mình chạy xuống theo đường cầu thang bộ thôi. Đó là cái suy nghĩ và cái bản đầu tiên. Tìm cách để đi xuống. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà khói nhiều quá thì phải tìm một cái phòng nào đó để mình tránh khói. Chứ nếu không là mình sẽ bị nghẹt cả trong khói động. Mình coi từ cái trái khu vực nào. Nếu mà trái ở dưới tầng dưới thì mình tìm cách mình lên phần trên. Nếu như mà cháy vậy thường á, thấy chị thấy là đa số là do chết vì nghẹt, nên là nếu mà không chạy được thì chắc là cố thủ trong nhà thôi, thì lấy mấy cái khăn hoặc là quần áo thấm nước rồi chèn mấy cửa để cho khói đừng có bay vô, rồi ra hành lang, ra ngoài cái ban công nè, đóng cửa ban công lại cũng chèn vậy, rồi dùng đèn pin điện thoại gì đó, rồi mình làm ra hiệu ở dưới này để cho người ta cứu mình thôi, chứ giờ cháy mà ở dưới vậy là chạy là thua, với lại có con nhỏ cũng khó chạy lắm. Thì cái này là mình coi trên internet đó, thì người ta có chỉ thì mình coi để mình biết cái trường hợp xử lý, chứ lúc đó rối quá rồi đâu có nghĩ được cái gì nhiều đâu. Mình biết trước như vậy nó đỡ hơn. Trang bị tối thiểu là phải có một cái mặt nạ và cái đèn pin. Đó, còn những cái dây này kia thì nó có vẻ là cũng đang suy nghĩ tới, nhưng mà có vẻ là nhiều khi là nó hơi xa thực tế, lại cái giá trị của nó quá cao, không phải ai cũng có thể trang bị được. Tối thiểu là cái bình chứa nước mini. Trước khi ngủ thì mình cũng có những cái động tác như khóa ga, trong gia đình mình cũng vậy. Hệ thống điện tắt là hệ thống trong nhà mình phải có một trang bị, một đèn pin gì đó để mình tìm một cái hướng để mình đi ra. Cái mặt nạ mà chống khói á, thì lúc trang bị, lúc trước khi mình ảo trang bị rồi, cũng được năm mấy rồi, khi mình diễn ở đây là mua rồi. Kiểm tra các hệ thống phòng cháy chữa cháy, duy trì áp lực nước ở trong cái hệ thống, rồi cái các báo cháy kiểm tra định kỳ. Mình nghĩ nếu làm tốt những cái đó thì mình đã phòng cháy chữa cháy được trên 80%. Thì qua thực tế mình đã từng cháy qua thì mình thấy cái đó là rất rất là quan trọng. Theo chị là nên có một cái buổi tập huấn, xảy ra một lần ở tầng 6 rồi, lúc đó chị cũng có ở nhà chỉ có 3 bé thôi. Thì cũng chạy thì bà ngoại bé thì không có biết cách, cũng chạy vô thang máy gì đó, mà thực tế thì đâu có được vô thang máy, cũng sợ cúp điện. Nên chị nghĩ là nên tập huấn. Mình muốn rằng tất cả những các hệ thống báo động phải hoàn toàn phải cho nó nghiêm chỉnh, hệ thống chữa cháy phòng cháy phải cho nó bảo đảm để cư dân có sự nó tin tưởng. Trang bị bình chữa cháy riêng cho gia đình, thang dây, mặt nạ phòng độc. Hướng dẫn trẻ nếu xảy ra sự cố tuyệt đối không núp trong tủ gầm giường. Phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong gia đình nếu xảy ra sự cố. Những lưu ý để thoát hiểm an toàn khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng hay chung cư. Cần bình tĩnh tìm lối thoát nạn theo đèn chỉ dẫn exit, lắng nghe thông báo qua loa, báo động cho mọi người xung quanh biết có cháy để cùng thoát nạn an toàn. Tuyệt đối không dùng thang máy mà hãy sử dụng thang bộ. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên cúi thật thấp để tránh hít khí độc. Nếu không thể tìm đường ra lối thoát hiểm, hãy ra ban công hô to hoặc dùng đồ vật sáng màu báo hiệu. Dùng thang dây thoát hiểm để xuống thấp. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về email cameracancanh@mcv.com.vn hoặc số điện thoại 0938 980 305.